Bạn có biết rằng chúng ta biết nhiều về bề mặt sao Hỏa hơn là đáy đại dương của chính hành tinh mình. Đại dương không chỉ là một khung cảnh đẹp đẽ, mà còn là nơi ẩn giấu những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Dù bao quanh chúng ta, dù hiện diện trong mọi bản đồ, hơn 70% diện tích trái đất là đại dương, nhưng phần lớn trong số đó vẫn là vùng đất trắng trên bản đồ khoa học. Đại dương điều phối khí hậu, tác động đến thời tiết, giữ vòng tuần hoàn nước hoạt động và là cái nôi của sự sống đầu tiên. Nhưng tại sao, giữa thời đại công nghệ, nó vẫn còn quá xa vời với tri thức con người? Tính đến thời điểm hiện tại, nhân loại mới chỉ vẽ được bản đồ chính xác khoảng 25% đáy đại dương. Còn về tổng khối lượng nước, con số chúng ta đã khám phá chỉ dưới 20%. Điều đó có nghĩa, hơn 80% không gian sống lớn nhất hành tinh này hoàn toàn chưa được con người đặt chân đến. Lý do, áp suất tăng theo cấp số nhân, cứ mỗi 10 mét sâu, áp suất lại tăng thêm 1 atm. Ánh sáng biến mất hoàn toàn ở độ sâu khoảng 1.000 mét. Nhiệt độ thường xuống dưới 2 độ C và mọi thiết bị phải chịu đựng điều kiện khắc nghiệt vượt xa giới hạn thông thường. Việc đưa tàu lên sao Hỏa dễ hơn việc thám hiểm đáy biển sâu nhất bởi vì môi trường đại dương không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao, mà còn là thử thách liên tục về vật liệu, năng lượng, truyền thông và cả con người. Và vì thế, đại dương vẫn như một vũ trụ thứ hai, không cần phải rời hành tinh mà vẫn đứng trước những điều không tưởng. Hãy cùng lặn xuống vùng gọi là Twilight Zone, tầng trạng vạng và Midnight Zone, tầng nửa đêm. Đây là nơi ánh sáng không thể chạm đến, nhưng lại là thế giới của những sinh vật như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Cá rồng đen, loài cá có thể phát sáng và gần như vô hình trong nước. Mực kính, cơ thể trong suốt để tránh bị phát hiện. Anglerfish, cá có chiếc đèn phát sáng trên đầu như mồi dụ con mồi. Hay giun khổng lồ sống trong những ống nhiệt dưới đáy biển, nơi không có oxy theo nghĩa thông thường. Hệ miễn dịch của chúng, cấu trúc gen, khả năng thích nghi, tất cả đều vượt ngoài hiểu biết thông thường. Liệu chúng ta có thể học gì từ những sinh vật ấy? Từ sinh học, y học đến công nghệ, những câu trả lời có thể đang bơi ngay dưới chân ta. Mariana Chen, hố sâu nhất thế giới, hơn 11.000 mét, nơi chỉ hai người từng đặt chân đến. Lo IHI, một núi lửa dưới nước vẫn đang hoạt động ngoài khơi Hawaii. Tam giác Bermuda, nơi tín hiệu bị rối loạn, tàu thuyền biến mất, thời tiết khó lường. Và thêm lục địa ở Nam Cực, nơi hầu như chưa có bất kỳ cuộc khảo sát chi tiết nào. Những khu vực này tồn tại như những vùng đất cấm của thế giới hiện đại, nơi con người vẫn chỉ là người ngoài quan sát. Đại dương là nơi giữ lại lịch sử của hành tinh. Mẫu vật địa chất 4,6 tỷ năm tuổi, xác tàu đắm từ hàng thế kỷ trước, thậm chí là cả thành phố cổ bị nhấn chìm. Atlantis, huyền thoại hay sự thật? Ionaguni ngoài khơi Nhật Bản, những khối đá được sắp xếp như công trình kiến trúc. Dwarka ngoài khơi Ấn Độ, có thể là một trong những thành phố cổ xưa nhất bị nhấn chìm. Biển sâu có thể là nơi lưu giữ ký ức của nền văn minh nhân loại, chờ đợi một lần khám phá đúng lúc để viết lại lịch sử. Ít ai biết rằng đại dương tạo ra khoảng 50% lượng oxy chúng ta thở. Nó hấp thụ CO2, điều tiết khí hậu, làm mát trái đất và duy trì hệ sinh thái toàn cầu. Nhưng hiện tại, đại dương đang bị tổn thương, axit hóa do CO2, rác nhựa, tràn dầu và nhiệt độ tăng làm san hô tẩy trắng, phá vỡ chuỗi thức ăn. Nếu đại dương chết, trái đất cũng sẽ mất đi trái tim khí hậu của mình. Tương lai của đại dương không chỉ nằm ở việc bảo vệ, mà còn là khám phá những kho báu vô giá. Từ dược phẩm lấy từ san hô, đến vật liệu siêu bền từ vỏ sinh vật biển. Từ năng lượng dòng chảy đến ứng dụng kỹ thuật từ hình thể cá mập, cá đuối. Và thậm chí, công nghệ vũ trụ tương lai có thể lấy cảm hứng từ môi trường biển sâu. Khám phá đại dương là khám phá chính tương lai của loài người. Đại dương, sâu thẳm, tối tăm, đầy ẩn số, cũng giống như tâm trí con người. Càng lặn sâu, ta càng thấy mình nhỏ bé, càng thấy mình chưa biết gì cả. Liệu điều bí ẩn nhất trên hành tinh này có nằm ngay dưới chân chúng ta, mỗi ngày, nhưng chúng ta vẫn bỏ qua? Cảm ơn bạn đã cùng Vì Sao lặn sâu xuống thế giới thẳm xanh của đại dương, nơi bắt đầu và kết thúc của sự sống. Nếu bạn thấy hành trình này đáng giá, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để tiếp tục khám phá những điều kỳ diệu khác của thế giới. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.